Thế thì cũng xin cảm ơn tất cả kiểu quý cô chú và anh chị chúng ta đã có mặt trong cái một buổi Zoom vào một cái ngày cuối tuần như thế này. Trước hết thì cũng xin lỗi mọi người rằng là ngày hôm nay thì có một chút vấn đề về đường truyền tại gia đình, nên là hiện tại thì bác sĩ đang phải ngồi ở một quán cà phê để có thể chia sẻ với tất cả các anh chị em trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Chúng là bằng mọi cách để có thể chia sẻ những cái giá trị tuyệt vời nhất tới tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta có thể nghe rõ rồi thì bây giờ em xin bắt đầu chia sẻ của mình ạ. Cả nhà có nhìn rõ cái phần slide trên màn hình không ạ? Hiện tại thì em đang phải sử dụng điện thoại để có thể chia sẻ với mọi người về cái slide ngày hôm nay. Nếu mà tất cả chúng ta có thể nghe thấy rõ hoặc là nhìn thấy rõ, chúng ta có thể comment cái comment mẫu chat cho em được không ạ? Rồi. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái chủ đề mà có lẽ là rất là nhiều người chúng ta quan tâm đến cái vấn đề này, đó là cái vấn đề mà thừa cân và béo phì, đúng không ạ? Thì cái vấn đề béo phì nó đã không còn quá xa lạ với chúng ta, và nó đang xảy ra rất là nhiều và xung quanh với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Xung quanh tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ cái thực trạng béo phì hiện tại thì nó đang rất, nó là một vấn đề mà rất là cấp bách rồi, rất là cấp bách. Thì hiện tại thì trên thế giới thì theo tạp chí học của The Lancet của Anh thì cho biết thì số người lớn béo phì trên toàn thế giới hiện tại là hơn 1 tỷ người, hơn 1 tỷ người, chiếm 13% dân số người lớn ở thế giới. Và với cái tốc độ phát triển như thế này thì cái tỷ lệ của người béo phì sẽ tăng lên tới 45% dân số vào năm 2050. Những cái con số nó rất là khủng khiếp và rất là đáng sợ, đúng không? Rất là khủng khiếp và rất là đáng sợ. Thế còn đấy là trên thế giới, thế còn ở Việt Nam thì như thế nào ạ? Ở Việt Nam thì tỷ lệ người thừa cân và béo phì tại Việt Nam thì tăng từ 8,5% vào năm 2010 lên 19% vào năm 2020, tức là tăng hơn gấp 2 lần trong vòng 10 năm. Rồi, thì như vừa rồi thì mọi người đều biết là cái tỷ lệ mà tăng cái tỷ lệ béo phì ở Việt Nam là trong vòng 10 năm thì tỷ lệ đấy nó đã tăng hơn gấp 2 lần, đúng không ạ? Thì trong đó thì khu vực thành thị thì tỷ lệ này là 26,8% và nông thôn là 18,3%, miền núi là 6,9%. Thì mọi người qua cái tỷ lệ này thì mọi người cũng thấy rằng là những người béo phì thường là ở thành thị hơn, đúng không ạ? Chúng ta hay gọi là bệnh của nhà giàu đấy, do là ăn quá nhiều, đúng không ạ? Ăn quá nhiều và dẫn đến cái việc mà thừa cân và béo phì. Thì ở trên hình đây thì chúng ta có thể nhìn thấy một số cái hình ảnh khá là trực quan, một hình ảnh của một em bé bị thừa cân đang chơi thể thao, đúng không ạ? Nhìn rất là nặng nề, rất là khó khăn, đúng không? Khó khăn trong cái việc mà di chuyển và vận động. Còn một cái nghiên cứu, một cái chỉ ra của bên Bộ Y tế thì là 4 trên 10 học sinh tiểu học ở thành phố thì đang bị thừa cân và béo phì. Đó có thể là một cái hệ quả của cái việc mà cái truyền thông bây giờ khi mà giới thiệu và quảng cáo rất nhiều về những cái loại thức ăn nhanh, ví dụ như là gà rán KFC hay là các loại nước ngọt có ga, đúng không ạ? Quảng cáo rất là mạnh, nên mà lại đánh vào cái phần mà trẻ em rất là thích. Nên là những bố mẹ mà mọi người bận với công việc thì thường là không có thể chuẩn bị một bữa ăn được đầy đủ dinh dưỡng cho con mình, thì thường là dẫn con đi ăn những cái loại thực phẩm đồ ăn nhanh như vậy, và nó dần dần nó dẫn đến cái việc mà trẻ em dần dần bị tăng cân, thừa cân và béo phì. Đó, một cái vấn đề mà gặp rất là nhiều ở thành thị. Vậy thì tác hại của béo phì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Chắc sẽ chắn phải sẽ kể đến đầu tiên, đó là cái việc mà gây mất thẩm mỹ, đúng rồi, đúng không ạ? Mọi người nhìn trên hình chúng ta thấy có hai cô gái
cũng đều rất là duyên dáng. Một cô ở hình bên trái thì đang cầm một chiếc dù, một chiếc ô, cũng rất là duyên dáng. Một bên phải thì là một cô gái thì vẫn thấy hình mỏng manh hơn, đúng không ạ? Đều rất là e ấp đấy. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái hình bên trái, cái cô gái này đã bị thừa cân quá nhiều, đúng không? Thân hình của cô ấy bị thừa cân quá nhiều, vòng 2, vòng 3 và tất cả các cái phần của cơ thể đều bị tích lũy mỡ rất là nhiều, thì nó đã ảnh hưởng đến cái tính thẩm mỹ của cô gái này rất là lớn. Mặc dù cái sở hữu một cái gương mặt rất là xinh đó, nhưng mà với cái cân nặng như thế này, với cái phần cơ thể bị tích lũy mỡ quá nhiều như này, nó sẽ gây cho cô gái bị cản trở với cái mặt đã thẩm mỹ rất là nhiều, và nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của cô ấy, ảnh hưởng tới công việc của cô ấy và ảnh hưởng rất nhiều mặt khác nhau. Còn với một cô gái ở bên hình bên phải, chúng ta thấy giống như một cô người mẫu, đúng không ạ? Với thân hình rất là săn chắc, gọn gàng, thì chắc chắn cô gái này sẽ gặp được rất là nhiều những cái thuận lợi và thành công ở trong cuộc sống. Vì vậy mà chỉ với một cái hình này thôi, chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta bị béo phì nó ảnh hưởng lớn như thế nào tới cái cuộc sống của chúng ta. Đó. Rồi, thì đầu tiên đó là cái mắt thẩm mỹ mà khi chúng ta đập vào mắt, chúng ta nhìn thấy một cái người thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Thì còn những cái tác hại mà nằm sâu bên trong, những tác hại nằm sâu bên trong cơ thể của chúng ta thì có những cái tác hại gì? Ở trên hình đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một số cái gợi ý về cái tác hại của béo phì gây ra cho cơ thể chúng ta. Đây chỉ là một số thôi ạ. Một số thôi, còn sẽ có rất là nhiều những cái tác hại khác nhau sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Thì một số cái tác hại đặc biệt tiêu biểu của béo phì lên sức khỏe chúng ta đó là gây ra cái tình trạng mà tăng huyết áp, rồi những cái vấn đề về bệnh tim mạch. Thì trong cái clip đầu tiên khi mọi người mới xem thì mọi người thấy là cái việc mà khi mà các tế bào mỡ vào trong cơ thể, đúng không ạ, rồi nó tích lũy ở thành mạch, thì nó sẽ gây ra các vấn đề về bệnh tim mạch, ví dụ như là sơ vữa này, hoặc là các bệnh tắc mạch vành, đúng không ạ? Và cũng chính bởi cái việc mà nó gây ra các mạch sơ vữa như thế, nó bám ở thành mạch như vậy, và nó làm cho cái lòng mạch nó bị khép hẹp hơn. Và trong một cái mạch máu mà cái thiết diện, cái đường kính của cái mạch đấy nó bị giảm đi, mà vẫn cái sức bơm của quả tim như vậy, thì nó dẫn đến là cái việc mà huyết áp nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và thời gian đầu thì là tăng huyết áp như vậy, và thời gian sau thì khi quả tim nó phải liên tục bóp một cái lực rất mạnh để đẩy máu đi vào một cái đường ống hẹp như thế, thì quả tim nó dần dần nó bị suy, nó bị yếu đi. Đấy, và về sau huyết áp nó sẽ tụt và giảm. Đều tất cả là những cái vấn đề bệnh liên quan đến tim và mạch, đúng không ạ? Rồi béo phì cũng góp phần vào việc thúc đẩy cái nguy cơ mà chúng ta bị mắc cái bệnh tiểu đường type 2, đúng không ạ? Hai cái bệnh này có liên quan rất là mật thiết với nhau. Nó liên quan đến những cái vấn đề về rối loạn chuyển hóa về đường, rối loạn chuyển hóa về chất béo. Thế nên là nó có cái sự liên quan đến nhau, như là béo phì dẫn đến tiểu đường type 2, và tiểu đường type 2 cũng có thể dẫn đến cái việc chúng ta bị béo phì. Rồi các bệnh lý về gan, như sỏi gan hay là gan nhiễm mỡ, thì gan của chúng ta là một cái cơ quan bộ phận đảm nhiệm cái trách nhiệm là xử lý các cái chất mà đi vào trong cơ thể, đúng không? Trong đó có việc là xử lý chất béo này, xử lý tinh bột này, xử lý protein này. Thì khi mà chúng ta nạp vào quá nhiều, đúng không ạ, nạp vào quá nhiều những cái chất dinh dưỡng như thế, mặc dù là chất dinh dưỡng, nhưng khi chúng ta nạp quá nhiều thì nó lại trở thành một cái chất gây hại cho cơ thể. Đó. Và gan phải làm việc quá nhiều để xử lý và chuyển hóa những cái chất đó. Vì vậy mà gan nó cũng sẽ dần nó bị yếu đi, và bắt đầu nó bị thoái hóa và tích tụ mỡ ở gan. Và như vậy cái chức năng gan nó sẽ hoạt động không còn tốt nữa. Chức năng gan nó sẽ không còn hoạt động tốt như ban đầu. Đó. Và khi mà cái cơ quan, cái bộ máy, cái nhà máy chuyển hóa trong cơ thể chúng ta bị hư hại rồi, đúng không ạ? Bị hư hại thì nó sẽ dẫn đến hàng loạt những cái vấn đề sức khỏe khác nhau. Đó. Rồi chúng ta ở đây có những cái béo phì gây ra những cái vấn đề về bệnh xương khớp, đặc biệt là các vấn đề về bệnh ở khớp gối và khớp háng, bởi vì hai cái phần khớp này là hai cái phần mà chịu cái trọng tải chính cho cơ thể.
Vậy thì khi mà cơ thể chúng ta bị thừa cân béo phì, đúng không? Chúng ta tăng cân quá mức thì cái trọng lượng đấy nó dồn hết vào cái khớp háng và khớp gối hai bên của chúng ta, và nó làm tăng áp lực lên hai cái phần này, và dần dần lâu ngày nó sẽ dẫn đến là thoái hóa, suy mòn, rồi giảm chất lượng của cái khớp đó. Thì dẫn đến là chúng ta sẽ mắc rất là nhiều những cái bệnh về xương khớp mà hay gặp lại ở cái khớp háng và khớp gối đó. Rồi liên quan đến ung thư, tại vì trong những cái trường hợp mà bị béo phì thì thường sẽ đi kèm với những cái vấn đề về rối loạn chuyển hóa, rồi những cái vấn đề mà nó tích tụ chất độc trong cơ thể, và gan đã bị làm việc quá tải, đúng không ạ? Nó không thể thải được chất độc đi, nó không thể xử lý được những cái thành phần có hại, và vậy cái thành phần có hại, thành phần gây độc đấy nó tích tụ lâu ở bên trong cơ thể chúng ta và làm biến đổi, làm cho tế bào nó trở nên ác tính hơn, và dần dần nó có thể dẫn đến là ung thư. Một số cái vấn đề ung thư và liên quan đến béo phì, ví dụ như là ung thư vú, ung thư của tử cung, ung thư tuyến tiền liệt, hay ung thư dạ dày, ung thư đại tràng đó. Đó là những cái tác hại rất là lớn của béo phì đối với sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta biết được cái tác hại đấy như vậy rồi, thế thì cái nguyên nhân nào, đúng không ạ? Nguyên nhân thì có lẽ là sẽ khá là dễ dàng cho chúng ta có thể biết được là nguyên nhân nó nằm ở đâu. Chắc chắn đầu tiên chúng ta phải có một cái nguyên nhân, đó là từ cái chế độ ăn uống của chúng ta. Một cái chế độ ăn uống mất cân bằng, một chế độ ăn uống không có đầy đủ những vi chất dinh dưỡng, đúng không ạ? Không có đầy đủ những vi chất dinh dưỡng, chúng ta chỉ nạp những cái chất dinh dưỡng đa lượng, ví dụ như là tinh bột này, protein này, hay là chất béo, đúng không ạ? Mà không có những cái vitamin hay là khoáng chất, thì những cái dinh dưỡng đấy được gọi là nó chỉ cung cấp cho chúng ta những cái năng lượng rỗng thôi, tức là hoàn toàn nó cho chúng ta cái nguyên liệu để chúng ta có thể xây đắp cơ thể, nhưng không cho chúng ta những cái giống như gọi là dầu bôi trơn, đúng không ạ? Dầu bôi trơn, có xăng rồi nhưng không có dầu bôi trơn, thì cái cỗ máy của cơ thể chúng ta sẽ không vận hành một cách trơn tru và một cách hiệu quả để chuyển hóa những cái chất dinh dưỡng đó, đúng không? Thì một phần lớn đến từ cái việc mà chúng ta đang bị nạp vào quá nhiều đường. Đường có từ đâu ạ? Từ bánh ngọt này, từ các loại bánh kẹo khác nhau, rồi từ các loại đồ uống có ga đó, hàm lượng đường rất là nhiều. Ví dụ trong một số các loại đồ uống như Coca hay là Pepsi, thì cái lượng đường trong các loại đồ uống này nó thực sự là rất rất nhiều. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta đang đổ một túi đường vào trong chính mạch máu của chúng ta đấy. Và những cái đường trong các loại đồ uống có ga này thường là những loại đường đơn. Đường đơn là một cái loại đường mà sẽ rất dễ dàng để hấp thu vào trong mạch máu của chúng ta, và nó làm tăng cái mức đường, tăng cái đường huyết của chúng ta nhanh chóng đấy. Và dần dần nó dẫn đến cái vấn đề tiểu đường và béo phì, đúng không ạ? Đó. Ngoài cái việc chúng ta nạp rất là nhiều đường ra, thì chúng ta đang nạp rất thừa những cái chất béo có hại. Ví dụ chúng ta ăn những cái loại đồ ăn chiên rán, những loại đồ ăn nhanh như này, thì cái dầu ấy, cái dầu mà dùng để chiên cái các loại thực phẩm này, thứ nhất là đun thường xuyên ở nhiệt độ cao thì nó sẽ chuyển hóa thành những loại chất béo, gọi là chất béo bão hòa, là những chất béo không có lợi cho sức khỏe của chúng ta đó. Mà thường là chúng ta sẽ phải làm những chất béo không bão hòa, ít bão hòa đó, thì đó chính là dầu ăn. Nhưng mà dầu ăn khi mà đun ở nhiệt độ cao này để dùng để chiên rán những cái loại thực phẩm như thế này, thì dần dần nó sẽ chuyển thành những cái loại chất béo bão hòa, là những chất béo xấu cho cơ thể, và chính là những chất béo mà nó gây ra cho chúng ta những cái vấn đề về xơ vữa động mạch đó. Rồi các cái loại mà tinh bột, ví dụ như khoai tây chiên này nè. Khoai tây chiên thì bình thường khoai tây đã cung cấp cho chúng ta rất là nhiều tinh bột, là một dạng tinh bột hấp thụ nhanh. Thì khi mà được xử lý bằng việc chiên rán, thì cái tinh bột này nó lại còn được cắt nhỏ hơn nữa. Và mọi người tưởng tượng xem, khi mà nó được cắt nhỏ như vậy thì nó sẽ đồng loạt ồ ạt, tất cả cái phần tinh bột này nó được chuyển hóa một cách nhanh chóng và nó hấp thu ngay vào trong máu của chúng ta. Và khi mà lượng đường ở trong máu cơ thể chúng ta nó bị tăng lên quá nhanh, thì các tuyến nội tiết của chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động để chuyển cái lượng đường dư thừa đấy
thành một cái thành phần dự trữ trong cơ thể để cho cái đường máu của chúng ta nó không bị quá cao. Tại vì khi đường máu quá cao nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề về chuyển hóa trong cơ thể khác nhau, và nó ảnh hưởng đến cái việc cái dấu hiệu sinh tồn của chúng ta. Thế thì những cái lượng đường dư thừa đấy, một là nó sẽ được chuyển hóa thành một cái chất dự trữ, đó chính là mỡ. Đó chính là mỡ, đúng không ạ? Và cái phần mà còn lại mà khi không chuyển hóa thành mỡ còn dư đấy, nó sẽ được lọc qua máu và đi vào nước tiểu. Vì vậy chúng ta sẽ hình thành nên cái bệnh đó là bệnh tiểu đường. Đó, bệnh tiểu đường. Thế thì chúng ta đã hình dung ra được cái cơ chế mà cái việc từ cái việc chúng ta ăn uống quá thừa tinh bột và quá thừa chất béo, quá thừa nhiều đường từ đồ uống có ga, nó dẫn đến cái việc cơ thể chúng ta bị béo phì như thế nào, đúng không ạ? Rồi, đó là một trong những nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân của béo phì thứ hai là khi mà cơ thể chúng ta mắc những cái bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, thì có một số những cái bệnh mà có sự thay đổi của chuyển hóa, có sự rối loạn chuyển hóa trong đó, những cái bệnh lý về tim này, huyết áp này, rồi tiểu đường. Tiểu đường thì chúng ta vừa nói giải thích ở trên, đúng không ạ? Những cái bệnh lý về thần kinh, rồi ung thư, bệnh buồng trứng đa nang hay các bệnh về gan đó, thì tất cả những cái bệnh trong những cái vấn đề bệnh này nó đều xảy ra những cái rối loạn chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa chất béo, rối loạn chuyển hóa đường, rối loạn chuyển hóa protein, nó khiến cho cái quá trình chuyển hóa này nó không được diễn ra một cách bình thường, và nó tích tụ rất nhiều ở dưới dạng dự trữ, mà dự trữ nhiều nhất đó là dự trữ mỡ, và đến đây cơ thể chúng ta bị béo phì, thừa cân, đúng không ạ? Rồi cả nhà, mọi người vẫn còn nghe rõ được ạ? Không gian nó, mọi người vẫn còn nghe rõ cái phần chia sẻ của em chưa ạ? Nếu chúng ta vẫn còn nghe rõ thì chúng ta vẫn còn nghe rõ cái phần chia sẻ của em thì mọi người tương tác với em bằng phím số 6 ở phần ô cửa sổ chat nha cả nhà nhé. Không gian có hơi ồn một chút, nhưng không biết ở phía mọi người có còn nghe rõ không ạ? Chúng ta ok, rất tuyệt vời. Những chàng số 6 rất nhiều, đúng không ạ? Chứng tỏ là vẫn nghe rất rõ. Mặc dù khi không gian nó không được yên tĩnh cho lắm, đúng không ạ? Nhưng mà thì em chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cái phần chia sẻ ạ. Rồi, một cái nguyên nhân tiếp theo của béo phì đó là di truyền. Tức là trong những cái nghiên cứu thì chúng có chỉ ra rằng là khi bố hoặc mẹ đều có thể trạng béo phì, đúng không ạ? Thì con cái sinh ra thì có một cái gen có thể chúng sẽ bị béo phì. Nhưng mà cái gen này thì nó chỉ là đóng góp một cái phần trong nguyên nhân béo phì, nhưng nó chưa đủ cái điều kiện để mà khiến cho cơ thể chúng ta sẽ béo phì. Chúng ta chỉ có nguy cơ béo phì cao hơn so với những cái người khác mà không có bố mẹ bị béo phì thôi. Chỉ khi nào nó tập hợp thêm cả những yếu tố về việc là ăn uống chúng ta mất cân bằng và chúng ta ít vận động, tập thể dục thể thao, thì khi đó ba cái yếu tố này nó mới kích hoạt cái việc là chúng ta bị thừa cân và béo phì, đúng không ạ? Có yếu tố di truyền cả nhà nhé. Nếu như bố mẹ có béo phì thì khi lấy nhau thì đẻ con ra thì con có khả năng béo phì, thừa cân béo phì cao hơn so với các bạn còn lại đó. Nhưng mà mọi người cũng sẽ không quá lo nếu như chúng ta giải quyết được hai cái nguyên nhân đó là liên quan đến ăn uống và liên quan đến vận động. Thì ăn uống thì chúng ta đã chỉ ra ở trên rồi, vì chúng ta ăn quá nhiều những cái loại thực phẩm mà dư chất béo xấu, rồi dư lượng tinh bột, đúng không ạ? Dư lượng đường. Một cái nguyên nhân mà bây giờ có lẽ là có thể coi được gọi là một vấn nạn, đúng không ạ? Một vấn nạn mà khi mà tất cả mọi người chúng ta quá bận rộn với công việc. Chúng ta quá bận rộn với công việc và chúng ta thường có một cái lý do là tôi quá bận để tôi tập thể dục. Vậy thì cái việc mà chúng ta ít vận động, ít tập thể dục thể thao này, nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe. Không chỉ là việc chúng ta bị thừa cân và béo phì, mà nó còn dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy khác nhau liên quan đến việc mà suy giảm miễn dịch,
rồi lão hóa nhanh hơn, rồi những cái vấn đề về các bệnh tim mạch, rồi các vấn đề về bệnh xương khớp rất là nhiều. Đó. Thế thì phải coi được coi đây cái việc mà chúng ta không vận động này, nó được coi là một cái vấn nạn mà chúng ta cần phải giải quyết thật sự nhanh chóng. Đó. Và chúng ta cứ lý do rằng là chúng ta ít vận, chúng ta không quá thời gian, chúng ta quá bận để chúng ta có thể đi bộ, hay quá bận để có thể chúng ta chạy bộ. Vậy thì cũng đồng nghĩa với một việc chúng ta quá bận để chúng ta có một sức khỏe tốt. Đó, chúng ta quá bận để có một sức khỏe tốt. Vậy thì mọi người nghĩ lại xem là chúng ta cần điều gì hơn? Chúng ta cần một sức khỏe tốt hay chúng ta cần công việc hơn? Tại vì rõ ràng nếu như chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được những công việc tốt và chúng ta có thể làm tốt cái công việc chúng ta đang có. Còn nếu như chúng ta không có sức khỏe thì công việc dù tốt đến mấy, công việc dù trả cho chúng ta lương cao đến mấy, nhưng chúng ta không có khả năng để thực hiện công việc đó. Vậy thì điều nào mới là cái điều chúng ta thực sự cần? Đúng không ạ? Đây, cái câu hỏi này sẽ là mọi người sẽ tự trả lời cho em nhé. Tự lại trả lời xem là chúng ta cần điều gì hơn? Chúng ta cần sức khỏe hơn hay chúng ta cần công việc hơn? Rồi. Một cái nguyên nhân nữa mà trong cái thế giới hiện đại này chúng ta rất hay gặp là những con nguyên nhân về tâm lý và stress. Chúng ta quá bận bịu với công việc, chúng ta hàng ngày chúng ta phải lo để giải quyết các loại giấy tờ, rồi lo để đi tiếp khách cùng sếp chẳng hạn, rồi rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau, công việc gia đình, rồi con cái, rất là nhiều việc nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta và nó khiến chúng ta bị stress nhiều hơn, căng thẳng về thần kinh nhiều hơn. Và có nhiều người sẽ lựa chọn một cách để giải quyết cái căng thẳng tâm lý này, đó là cái việc chúng ta ăn nhiều hơn. Nó có một cái vấn đề là liên quan đến khoa học, đó là khi mà chúng ta bị stress đấy, cơ thể chúng ta sẽ chịu rất là nhiều những cái tổn thương, thì cơ thể chúng ta sẽ sinh ra một cái phản ứng là chúng ta cần nạp những cái dinh dưỡng vào người để có thể hồi phục, cơ thể được hồi phục và có sức chống chịu được. Và khi chúng ta càng stress, càng căng thẳng, đúng không ạ, thì chúng ta càng có xu hướng là chúng ta ăn nhiều đường hơn, ăn nhiều chất béo hơn, vì nó cho chúng ta một cái cảm giác thỏa mãn, ví dụ là ăn đồ ngọt vào cái là não của chúng ta nó được ăn ngay và não bắt đầu được cảm thấy được giải tỏa cái stress, nó không còn cảm thấy phải suy nghĩ nhiều về những cái vấn đề kia nữa. Đó, thế thì chúng ta đang kiểu đi vào một cái vòng xoáy là càng stress thì càng ăn chúng ta càng thừa cân béo phì, và khi béo phì rồi chúng ta lại càng stress bởi vì cơ thể chúng ta nó không còn có cái tính thẩm mỹ nữa, rồi bắt đầu sinh ra bệnh tật, chúng ta lại suy nghĩ, chúng ta lại stress, và stress chúng ta lại ăn. Đó, một cái vòng luẩn quẩn như vậy, và chúng ta cứ dẫn đến cái việc là chúng ta bị thừa cân và béo phì. Đó, cho nên chúng ta giải quyết ngay từ cái nguyên nhân là giảm cái phần căng thẳng stress tâm lý này đi, thì chúng ta đã cắt được một cái đầu, cái nguồn của béo phì rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi, chúng ta sẽ ở đây, chúng ta có một số những cái giải pháp giảm cân hiện nay, một số giải pháp nguyên nhân này, thì mọi người có thể thấy là một cái hình chọc hút mỡ, đúng không ạ? Một cái mà chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản là chúng ta thừa mỡ thì chúng ta lấy bớt mỡ ra, có thể là phẫu thuật bóc tách lớp mỡ, hoặc là chúng ta hóa lỏng cái lớp mỡ đấy và chúng ta chọc hút ra. Và thường thì những cái biện pháp này sẽ phải được can thiệp và làm tại các cơ sở y tế, bệnh viện có cái khả năng xử trí cao, vì đây là những cái loại phẫu thuật rất là lớn và nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta cực kỳ là nhiều. Đó. Và nhiều chị em ví dụ ở những cái vùng quê ấy, chúng ta có thể là chưa được tiếp cận những cái nguồn thông tin chính thống và chúng ta bị dụ dỗ lôi kéo để làm những cái biện pháp giảm cân như thế này tại các cơ sở y tế không uy tín, không được cấp phép, và có nhiều những cái trường hợp không may mắn mà dẫn đến cái việc mà chúng ta phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta đây là một cái biện pháp mà can thiệp mà nó để lại rất là nhiều cái nguy cơ. Vì vậy là hiện
cho đến bây giờ thì chắc là cũng sẽ ít người chúng ta lựa chọn phương pháp này hơn, vì hầu hết mọi người đều sẽ sợ đụng chạm đến dao kéo, đúng không ạ? Và khi chúng ta đang quá thừa cân với một cái thể trạng rất là lớn như thế, mà chúng ta lấy một cách gấp rút rất là nhiều mỡ ra, thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy trên hình, nhìn thấy trên hình ở đây là cái cơ thể của chúng ta còn lại sau khi mà chúng ta lấy bớt mỡ đi sao? Chúng ta bị thừa rất là nhiều những cái phần lớp da, nó chưa kịp co lại. À, đúng không? Vì thế chúng ta giảm mỡ một cách cấp tốc, nó bị thừa ra như thế này, cực kỳ mất thẩm mỹ. Nó còn mất thẩm mỹ hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta để chúng ta còn mỡ mà chúng ta bị béo đấy ạ. Nó mất thẩm mỹ hơn rất nhiều, trông nhăn nhúm, trông rất là ghê, đúng không ạ? Đó. Rồi, phương pháp chúng ta sử dụng các loại thuốc giảm cân, các loại thuốc đông y, những cái loại viên sủi được quảng cáo rất nhiều rằng là chúng ta có thể giảm 5 hay đến 10 cân chỉ trong vòng 1-2 tuần. Thực sự những cái phương pháp này là phương pháp phản khoa học. Những phương pháp phản khoa học nó khiến cơ thể chúng ta không thể tự nhiên mà có thể giảm được một cách quá nhiều đến như vậy. Chúng ta có thể giảm 4 đến 6 lạng trong vòng 1 tuần bằng cái việc kết hợp rất là nhiều chế độ khác nhau. Nhưng mà trong vòng 2 hay 3 tuần mà chúng ta giảm 5 cân cho tới 10 cân, đó là điều không thể. Mà nếu có thể xảy ra đi thì nó đã khiến cho cơ thể của chúng ta phải chịu rất là nhiều những cái áp lực mà chúng ta sẽ phải trả giá một cái giá rất đắt. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta từ cái việc mà chúng ta sử dụng các loại viên giảm cân. Các loại viên mà cứ nói quảng cáo là giảm cân ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến gan và đến thận của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy chúng ta sẽ không nên là chúng ta mong mỏi một cái điều gì quá nhanh chóng, một cái điều gì quá phản khoa học như vậy cả nhà nhé. Đó. Ngoài ra thì có việc là chúng ta tập luyện thể dục thể thao này, cũng như là cân bằng cân chỉnh về cái chế độ ăn uống. Đó. Và giải pháp cho cái việc giảm cân an toàn thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Thì để có một cái cơ thể khỏe mạnh và đúng cái độ tuổi sinh học của chúng ta thì chúng ta sẽ cần áp dụng một cách tổng thể. Một cách cả nhà nhé, một cách tổng thể, tức là chúng ta không thể sử dụng đơn lẻ một phương pháp nào cả. Chúng ta không tập trung đơn lẻ vào một phương pháp nào hết, mà chúng ta cần kết hợp một cách tổng thể nhiều phương pháp với nhau thì chúng ta mới có thể là mong mỏi, chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả đấy một cách nhanh chóng hơn thôi. Nhanh chóng chứ không phải là cấp tốc cả nhà nhé. Nhanh chóng. Đó. Nhưng mà chúng ta kết hợp tổng thể rồi, nhưng mà phải đều đặn và chăm chỉ. Đấy. Đúng, đủ, đều. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần làm những việc gì ạ? Cần làm những việc gì? Đầu tiên là tập thể dục là chắc chắn rồi. Việc chúng ta tập thể dục sẽ giúp cơ thể chúng ta đốt cháy, tiêu hao cái năng lượng, giúp chúng ta xả cái phần năng lượng mà chúng ta nạp vào hàng ngày, đúng không ạ? Đấy là gọi là đầu ra của chúng ta. Còn đầu vào thì sao? Đầu vào thì chúng ta kiểm soát bằng việc ăn uống. Thì cái nguyên tắc của cái việc giảm cân, nguyên tắc của việc giảm cân cả nhà nhé, đó là chúng ta giảm đầu vào mà tăng đầu ra, tức là chúng ta ăn uống không quá nhiều. Cả nhà nhớ này, chúng ta ăn uống không quá nhiều nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ nhịn ăn. Tại vì sao? Khi chúng ta nhịn ăn ấy, mà bây giờ nó không còn là một cái quan niệm đúng về việc giảm cân nữa. Và khi chúng ta nhịn ăn thì cơ thể chúng ta sẽ sinh ra một cái phản ứng là chúng ta ăn vào bất cứ cái gì, ăn bất cứ cái gì vào, nó sẽ dẫn đến cái phản ứng là chúng ta cần tích lũy để phòng trừ cho những cái lúc cơ thể chúng ta bị đói. Đó, cho nên là nó sinh ra cái phản ứng ngược lại là khi chúng ta ăn trở lại là chúng ta ăn vào đến đâu chúng ta tích mỡ đến đấy. Cho nên là tuyệt đối không nhịn ăn để giảm cân. Không nhịn ăn để giảm cân cả nhà nhé. Chỉ vì là chúng ta muốn đẹp nhanh mà chúng ta lại ảnh hưởng đến cái sức khỏe chúng ta thì đó là một cái điều không đáng. Đó, chúng ta kiểm soát cái chế độ ăn uống của chúng ta một cách cân bằng vừa phải. Không ăn quá dư lượng các cái chất không tốt cho cơ thể. Đó, ăn một chế độ ăn nhiều rau hơn, kết hợp với cái việc mà tập thể dục hàng ngày, mỗi ngày từ 30 cho tới 45 phút là một cách tối thiểu. 30 đến 45 phút là một tối thiểu. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái bộ môn nào mà chúng ta cảm thấy phù hợp với cái thể trạng và sở thích của chúng ta. Chúng ta có thể đi bộ, chúng ta có thể chạy bộ, hay là đạp xe, hay là bơi lội. Đạp xe hay bơi lội, hoặc là chúng ta yêu thích âm nhạc, chúng ta có thể tập nhảy,
hoặc là chúng ta tập gym, rất là nhiều hình thức chúng ta có thể tập luyện để giúp cơ thể đốt cháy nhiều năng lượng hơn. À, rồi, đó là hai cái việc mà liên quan đến đầu vào và đầu ra, đúng không ạ? Thế thì một cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta phải để cho cái phần chuyển hóa trong cơ thể chúng ta nó phải được diễn ra một cách bình thường. Nó phải diễn ra một cách bình thường thì cái việc mà chúng ta giảm đầu vào và tăng đầu ra như vậy nó mới thực sự có hiệu quả. Đó là cái việc chúng ta sẽ phải có một chế độ sinh hoạt thật sự là cân bằng và điều độ. Đó. Chúng ta ăn ngủ đúng giờ, chúng ta không có thức quá khuya. Đấy, không thức quá khuya. Và chúng ta không làm việc quá sức. Vì mỗi một cơ quan bộ phận trong cơ thể của chúng ta sẽ có một cái giờ khác nhau, một cái giờ gọi là giờ hoạt động tốt nhất, chúng ta gọi là nhịp sinh học. Tất cả những cái cơ quan bộ phận này nó hoạt động một cách nhịp nhàng với nhau, chúng ta gọi là nhịp sinh học của cơ thể. Còn với mỗi một cơ quan thì nó sẽ có một cái nhịp sinh học khác nhau. Ví dụ chúng ta nhìn thấy trên hình, đúng không ạ, là từ 23 giờ cho tới 1 giờ sáng, đó là cái giờ hoạt động của gan. Đã. Alo ạ, mọi người còn nghe rõ không ạ? Đấy, xin lỗi mọi người còn nghe rõ không ạ? Nếu mà chúng ta còn nghe rõ, chúng ta comment số 6 và cho ô chat cho em nhé. Chúng ta vẫn còn nghe rõ đúng không ạ? Dạ, tuyệt vời. Có lẽ là cái không gian nó đang hơi ổn đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cố gắng nghe cái phần chia sẻ để chúng ta có thể có thêm được nhiều những cái kiến thức để giúp cho cái việc mà bảo vệ sức khỏe, đúng không ạ? Rồi, chúng ta còn một chút nữa là chúng ta có thể đến với một cái giải pháp rất tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Ok. Tiếp tục những cả nhà. Dạ, tuyệt vời. Em cảm ơn chị Nguyễn Thanh. Ok, chúng ta đang nói đến vấn đề đó là sinh hoạt điều độ, đúng không ạ? Thì gan của chúng ta có một cái giờ hoạt động tốt, đó là từ 2-3 giờ cho tới 1 giờ. Cái giờ đấy là gan sẽ bắt đầu bài tiết thải độc. Vì vậy nên chúng ta ngủ say trong cái khoảng thời gian đó thì gan sẽ có được cái thời gian để hoạt động một cách tốt nhất cho cái việc thải độc. Còn nếu như chúng ta còn thức, chúng ta còn ăn uống trong cái giờ đó, thế thì gan sẽ không thể nào làm việc thải độc được, mà gan sẽ phải tập trung vào cái việc mà chuyển hóa những cái chất mà chúng ta nạp vào trong giờ đó, hoặc là những cái chất độc mà chúng ta, ví dụ chúng ta thức quá khuya đấy, thì nó cơ thể sẽ sản sinh rất là nhiều cái chất độc và gan sẽ phải làm nhiệm vụ xử lý nó. Và khi mà chúng ta sinh ra quá nhiều chất độc như thế, thế thì gan nó sẽ bị quá tải, đúng không ạ? Đó, thế cho nên là sẽ gan mất cân bằng. Đấy chỉ là ví dụ về một cái cơ quan bộ phận mà bị ảnh hưởng bởi cái việc là chúng ta hoạt động sai cái nhịp sinh học, sai cái nhịp sinh học. Hoặc là ví dụ như là buổi sáng chúng ta sẽ cần dậy vào lúc 5 giờ đến 7 giờ để chúng ta có thể đi vệ sinh, đúng không ạ? Đi vệ sinh vào cái khung giờ này thì giúp chúng ta là tống khứ được cái chất thải trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta ra một cách theo đúng cái nhịp sinh học. Và nếu như chúng ta dậy muộn hơn so với cái giờ này, dậy muộn hơn so với giờ này thì sao ạ? Thế thì cái hệ tiêu hóa của chúng ta làm việc không được tốt. Chúng ta vẫn có thể thải chất thải ra ngoài, nhưng mà cái chất độc nó đã có cái thời gian nhiều hơn ở trong cái đường ruột của chúng ta, trong hệ tiêu hóa của chúng ta, và nó có khả năng ngấm ngược trở lại, thấm ngược trở lại vào trong Rất xin lỗi cả nhà, vì có một chút trục trặc một tí. Tiếp tục cả nhà nhé. Oh.
Ok, và khi mà chúng ta đã đạt được cả ba cái yếu tố là tập thể dục điều độ này, chúng ta kiểm soát việc ăn uống này, chúng ta sinh hoạt điều độ này, thì chúng ta đang có một cái giải pháp vô cùng tuyệt vời. Tại sao lại tuyệt vời ở đây? Bởi nó giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đó là chúng ta sử dụng những bữa ăn thay thế. Tại sao sử dụng bữa ăn thay thế nó lại là một cái giải pháp tuyệt vời? Bởi thứ nhất, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian. Chúng ta sẽ không phải tốn quá nhiều công sức để chúng ta đi chợ, chúng ta mua sắm, chúng ta nấu nướng các loại thực phẩm, đúng không ạ? Mà cái việc mà chúng ta mua sắm đấy nhiều khi còn không được đầy đủ, không được đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế thì cái bữa ăn thay thế nó đã cho chúng ta một cái nguồn dinh dưỡng đầy đủ nhất, tốt nhất, tinh túy nhất mà lại tốn ít thời gian, mà lại tốn ít thời gian nhất để chúng ta có thể sử dụng một cách rất là dễ dàng. Thì cái bữa ăn thay thế ở đây là gì? Đó là bữa ăn thay thế của Kiari. Chúng ta có những cái sản phẩm ví dụ như Kiari Shake đó. Và Kiari là một cái giải pháp mà giúp chúng ta có thể lấy lại vóc dáng sau 90 ngày nếu như chúng ta kết hợp cái việc sử dụng bữa ăn thay thế này với lại ba cái chế độ trên, đó là từ tập thể dục, ăn uống điều độ và sinh hoạt điều độ, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lấy lại được cái vóc dáng mơ ước của chúng ta sau 90 ngày. Thì Kiari lấy cảm hứng và lấy tận dụng được cái sức mạnh từ một cái loại siêu trái cây gọi là siêu trái cây Maqui, một loại quả nho nhỏ, hạt nho nhỏ và nho nhỏ giống như hạt cà phê và có màu tím sẫm, với những cái tác dụng rất tuyệt vời, đó là giúp chúng ta hỗ trợ trong cái việc chúng ta giảm cân, tăng cường năng lượng và tạo cho chúng ta một cái cảm giác sảng khoái bởi cái việc mà chúng ta nạp được vào những cái chất dinh dưỡng tốt, nạp được vào những cái thứ tốt đẹp nhất của thế giới, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến cái sản phẩm mà hỗ trợ cho chúng ta, đó là gì? Thì chúng ta ở đây, chúng ta bữa ăn thay thế của chúng ta đó là Kiari Shake. Bữa ăn này thì có những cái thành phần gì đặc biệt tuyệt vời? Thì chúng ta có bột maqui. Cái trái maqui nó đã rất là tốt rồi, nó đã rất là tốt và tuyệt vời rồi. Nhưng cái bột maqui thì nó lại còn tốt hơn nữa bởi nó được cô đặc hơn, nó được nâng cao cái nồng độ cái dưỡng chất và cái chất hoạt tính cao hơn. Đó. Rồi chúng ta có chiết xuất từ mầm bông cải xanh, rồi rau bina hay chúng ta gọi là rau chân vịt đấy ạ, rau chân vịt. Rồi mầm cải xanh này, tảo diệp lục Crolella, rồi tảo xoắn, cải xoắn, cỏ linh lăng, rồi men probiotic và chất xơ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy trên hình ạ. Chúng ta nhìn thấy trên hình ạ. Thì chúng ta thấy là những cái thực phẩm này nó đều có một cái màu xanh rất là đẹp. Đều có màu xanh rất là đẹp, đúng không ạ? Thì trong những cái loại thực phẩm mà chúng ta gọi là thực phẩm cầu vồng đó ạ, thì thực phẩm màu xanh có rất nhiều dưỡng chất dinh dưỡng, rất là nhiều những cái hoạt chất sinh học thực vật, có cái tác dụng mà chống oxy hóa này. Đấy. Và có tác dụng thanh lọc, thải độc. Vì vậy mà khi chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm này thường xuyên hàng ngày thì cơ thể chúng ta sẽ có một cái phản ứng chuyển hóa rất là đều và cân bằng. Đó, rất đều và cân bằng. Và tất cả những cái loại thực phẩm ở đây nó đều có những cái hàm lượng chất chống oxy hóa rất là cao. Bông cải xanh cũng là một trong những loại siêu thực phẩm bởi cái khả năng mà cung cấp những cái loại chất chống oxy hóa, chất chống ung thư. Rồi như rau bina hay là cải xoắn, rồi tảo xoắn, nó đều mang trong mình những cái hàm lượng về chất chống oxy hóa cao trong gọi là trong cái nhóm rau củ quả thực vật, và nó sẽ hỗ trợ cho cái việc chúng ta giảm cân bởi cái việc mà cung cấp thêm cả chất xơ, đúng không ạ? Cung cấp thêm chất xơ. Rồi trong sản phẩm Kiari Shake còn có men probiotic. Men probiotic là những cái men mà của lợi khuẩn đường ruột, đúng không ạ? Giúp chúng ta tiêu hóa tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn và giúp cho cái hệ đường ruột của chúng ta hoạt động một cách hoàn hảo. Chúng ta hấp thụ được dinh dưỡng và chúng ta đào thải được cái chất thải một cách tốt nhất. Đó là cái việc mà giúp cơ thể chúng ta nó được điều hòa, điều độ. Thì cái bữa ăn thay thế này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong cái việc giảm cân. Và
Và mỗi một cái khẩu phần, mỗi một cái khẩu phần như thế này thì nó chứa tới 30% lượng protein trên một ngày. Tức là nếu như một ngày chúng ta sử dụng đều 3 bữa là chúng ta đã có thể cung cấp được tới 90% cái lượng protein mà cơ thể chúng ta vốn sẽ đòi hỏi, đúng không ạ? Vốn sẽ đòi hỏi. Thì cái bữa ăn của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Chúng ta không có bị cái cảm giác đầy nặng bụng khi mà chúng ta phải ăn quá nhiều thịt hay là những cái thực phẩm mà chứa hàm lượng protein cao. Ngoài ra thì còn cung cấp trên 50% các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như là canxi, magie, kẽm. Thì những cái loại khoáng chất này nó sẽ giúp cơ thể chúng ta hồi phục một cách tốt nhất. Đó, hồi phục nhất. Tại vì hàng ngày dù cơ thể chúng ta không có thể trải qua bất cứ cái thương tổn nào ở bên ngoài, nhưng ngay bên trong cơ thể chúng ta đã tồn tại và những cái tổn thương rất là nhỏ như thế thì nó đang cần những cái nguyên liệu để có thể xây lại và hồi phục lại các cái tổn thương đấy. Đó là những cái khoáng chất, và còn cung cấp thêm các vitamin, ví dụ như là A, C, D, E, rồi các vitamin nhóm B. Nó được coi là những cái chất gọi là kích hoạt cái quá trình chuyển hóa, rồi bôi trơn cho các cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể, để các cái phản ứng trong cơ thể chúng ta nó diễn ra một cách thuận lợi. Đặc biệt thì trong thành phần của Kirisec thì nó có hai cái chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh, đó là anthocyanin và diphenidin. Hai chất này đều là những cái chất chống oxy hóa có trong trái ma quy. Đó, vì với một cái hàm lượng rất lớn hơn rất nhiều so với các loại hoa quả mà chúng ta vẫn hay sử dụng, ví dụ như là việt quất này, hay là dâu tây này, hay là măng cụt này, hay là cam này, đúng không ạ? Cam này thì cái hàm lượng chất chống oxy hóa cao thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta chống lại được các cái tác nhân gây hại và bình thường hóa quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đó, rất quan trọng cả nhà nhé, bình thường hóa quá trình trao đổi chất. Cơ thể chúng ta phải vận hành được tốt thì chúng ta nạp vào dinh dưỡng, thì dinh dưỡng được hấp thụ, nếu có chất độc thì sẽ được thải độc ra, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có một cái cơ thể mơ ước được. Ok, đúng không ạ? Thì sử dụng bữa ăn này thì cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta pha với lại 200-250ml nước ấm. Đấy, pha một gói và chúng ta khuấy đều lên và thưởng thức. Rất nhanh đúng không ạ? Xé, khuấy và thưởng thức. Chỉ với 3 bước như thế chúng ta đã có một cái bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng này. Đầy đủ chất dinh dưỡng mà là dinh dưỡng tinh túy tốt nhất. Đó, mà lại không tốn nhiều thời gian. Dù chúng ta có bận đến mấy, chúng ta vẫn có thể dành ra được khoảng 1 đến 2 phút để chúng ta có thể chuẩn bị cho mình một cái bữa ăn như thế này, đúng không ạ? Không còn khó nữa. Vậy thì chúng ta đã không còn cái lý do rằng là mình quá bận để có thể có được một sức khỏe tốt, phải không cả nhà? Rồi. Và với những cái sản phẩm mà chúng ta hỗ trợ bữa ăn thay thế như này thì chúng ta sẽ sử dụng tốt nhất khi chúng ta kết hợp với sản phẩm mà giúp chúng ta cung cấp cái năng lượng. Tại vì trong cái quá trình giảm cân nữa là chúng ta đang cắt giảm cái năng lượng nạp vào cơ thể. Đó. Thế thì chúng ta có thể xảy ra những cái phản ứng trong cái thời gian đầu là chúng ta cảm thấy hơi mệt mỏi. Vậy thì chúng ta sử dụng thêm cái viên mà giúp kích hoạt cái năng lượng nội tại trong cơ thể, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cảm giác sảng khoái. Đó. Chúng ta ăn ít hơn nhưng chúng ta không hề yếu hơn, không hề cảm thấy mệt hơn. Đó. Đó là sản phẩm Kiari Energy. Sản phẩm Kiari Energy này thì chúng ta có những thành phần gì? Đầu tiên thì chúng ta vẫn có chiết xuất MaQX, bột MaQ, chiết xuất từ hạt cà phê xanh, trà xanh, gừng, rồi vỏ quế, chiết xuất của tiêu đen, chiết xuất của ớt cayenne, rất là nhiều các cái loại thảo dược khác nhau. Tất cả mọi người nhé, tất cả những cái thành phần ở đây chúng ta đều được biết rằng đó là những cái loại thảo dược. Thảo dược tức là những cái loại có nguồn gốc thực vật,
và có những cái tác dụng về dược rất là lớn tới cơ thể, thì chúng ta gọi là thảo dược, đúng không ạ? Ví dụ như là quả cassinia hay là hạt tiêu đen thì đều có cái tác dụng là giúp chúng ta sử dụng cái lượng mỡ thừa trong cơ thể, kích hoạt cái việc đốt cháy chất béo để giúp chúng ta sinh ra năng lượng. Đấy. Bây giờ chúng ta ăn ít hơn rồi thì chúng ta đã bị giảm cái nguồn cung cấp năng lượng, đúng không cả nhà? Thế thì chúng ta phải sử dụng năng lượng vốn có ở trong cơ thể, đó chính là mỡ. Đó, thì cái chiết xuất từ quả cassinia này và hạt tiêu đen nó sẽ giúp cơ thể chúng ta phá hủy các tế bào mỡ, đốt cháy mỡ để giải phóng cái chất béo vào trong máu và đi qua gan để chuyển hóa tạo ra năng lượng cho cơ thể chúng ta vận động hoạt động, đúng không ạ? Vậy là như vậy giờ chúng ta đã có thể xử lý được cái phần mỡ thừa của cơ thể rồi. Rồi chúng ta có chiết xuất từ hạt cà phê xanh hay là chiết xuất trà xanh thì cung cấp rất là nhiều chất chống oxy hóa này, giúp chúng ta hỗ trợ cái quá trình mà đốt mỡ tốt hơn. Rồi gừng cũng có tác dụng giúp chúng ta đốt mỡ này, kích thích cái hệ tiêu hóa hoạt động một cách bình thường, tránh cái việc mà chúng ta bị đầy hơi hay là khó tiêu. Đấy, nhiều khi cái bụng của chúng ta nó to như vậy, một phần là bởi mỡ, nhưng mà một phần là liên quan đến cái việc mà cái hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động không tốt, rồi cái hệ vi khuẩn nó không được cân bằng và dẫn đến là sinh ra rất là nhiều khí, nhiều hơi trong hệ tiêu hóa, và dẫn đến cái bụng của chúng ta lúc nào cũng trướng căng lên như thế, đúng không ạ? Thành ra là đã béo lại còn to. Rồi chiết xuất của quế thì cũng có tác dụng là đốt mỡ này, tăng cường sức khỏe của hệ miễn dịch này, làm cho cái cơ thể chúng ta được vận hành một cách tốt hơn và thải độc tốt hơn. Rồi chiết xuất của ớt cayenne nó sẽ giúp chúng ta giảm cái cảm giác thèm ăn. Bình thường khi mà chúng ta đang ăn một cái lượng rất nhiều như vậy mà chúng ta đột ngột chúng ta cắt giảm cái khẩu phần thì chúng ta sẽ luôn luôn bị trong cái tình trạng, trong cái trạng thái là chúng ta thèm được ăn, thèm được nạp thêm chất vào trong người. Thế thì với cái chiết xuất của ớt cayenne này thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái cảm giác thèm ăn như vậy. Đấy, giảm cảm giác thèm ăn thì chúng ta sẽ không còn cảm giác bị khó chịu khi mà chúng ta phải cắt cái khẩu phần ăn đi nữa, đúng không ạ? Vậy thì tổng hòa của các cái chiết xuất này thì đã giúp cho cơ thể chúng ta đốt mỡ này, giúp cơ thể chúng ta tiêu hóa tốt hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Giảm cảm giác thèm ăn, đúng không ạ? Đó, thì và giúp chúng ta sử dụng cái năng lượng từ mô mỡ một cách hiệu quả. Vậy là khi chúng ta kết hợp từ bữa ăn thay thế QR Reset, giúp chúng ta có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng lại cân bằng, và với lại viên QR Energy giúp chúng ta sử dụng và đốt cháy cái lượng mỡ thừa trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì chúng ta đã đạt được cái mục đích là chúng ta sẽ giảm mỡ và giảm cân, dần dần tiến đến một cái cơ thể thon gọn và săn chắc, đúng không ạ? Đấy. Và QRE thì giúp chúng ta cung cấp năng lượng mà không gây cho chúng ta cảm giác buồn chồn. Đấy, cái buồn chồn mà cảm giác thèm ăn này, rồi giúp cho cái việc mà chuyển hóa lượng đường máu tốt này, tăng cường sự tập trung và giảm cảm giác thèm đồ ngọt. Thì với QRE Energy thì chúng ta sẽ sử dụng một ngày 2 viên, sáng 1 viên và trưa 1 viên, chúng ta sử dụng ngay sau bữa ăn, đúng không ạ? Và hiệu quả nhất là khi chúng ta sử dụng kết hợp với QR Reset. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về một cái giải pháp rất là nhanh gọn, đúng không ạ? Một cái giải pháp rất là nhanh gọn để giúp chúng ta có một cái bước tiến nhanh hơn, gần hơn tới cái mục tiêu mà chúng ta đạt được một cái cơ thể đẹp, một cái cơ thể mơ ước, một cái cơ thể khỏe mạnh. Đó, và rất là cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị chúng ta có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay đã vô cùng chú ý lắng nghe cái phần chia sẻ của em Thắng ngày hôm nay, và rất cảm ơn mọi người. Dù cái điều kiện nó không được quá thuận lợi nhưng mà chúng ta vẫn ở đây với nhau để cùng được nghe những cái điều hay, những cái điều bổ ích, và giúp lan tỏa cái giá trị này đến với nhiều mọi người hơn. Và xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.